các bạn nha. Mình mới nhận con Samsung M20 các bạn. Dòng Samsung mới ra của Samsung đầu năm 2019 này. Máy rất là đẹp. ROM nó 32GB, RAM 3GB. Pin nó là 5000. Máy này xài khá ổn. Thì khách hàng mới mua cái máy này thôi, nhưng mà người ta cài mật khẩu á, người ta quên. Quên mật khẩu. Bây giờ này mình mới nhận được, nên bây giờ mình tiến hành mình khôi phục cài đặt cho nó bàn phím cứng luôn các bạn nha. Dòng này rất là mới, nên là mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Những bạn chưa biết qua video này sẽ mở được mật khẩu của cái máy mình bị quên mật khẩu đây. Rồi tiến hành bấm nút view này các bạn, volume cộng nha, volume cộng và nút nguồn nha, giữ cùng lúc nha. Giữ im luôn các bạn. Rồi thả ra đi. Ok. Đó, nó vào một này thì như các bạn nếu mà thầy xem video của mình từ trước tới giờ thì bạn biết là mình sẽ di chuyển xuống chọn factory reset các bạn. Bấm nút nguồn chọn ha. Bấm Z luôn các bạn. Rồi các bạn chờ một xíu. Rồi, cái máy này mới mua nên là dữ liệu ít. Dữ liệu rất là ít nên là nó khôi phục phát lại được luôn. Mình chọn reboot system luôn. Ok ha các bạn ha. Ok nha các bạn, nó lên tới đây thì các bạn biết thiết lập rồi ha. Còn các bạn nào mà chưa thiết lập được thì coi những video sau trước của mình đã post sẵn. Cảm ơn các bạn nha. Nếu thấy hết có ích cho chúng ta thì mời các bạn là bấm like và đăng ký kênh của mình nha. Rất cảm ơn các bạn.